Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Bondun Financy. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video mở tài khoản Start Chatbot. Rồi mình sẽ get được 30 đô token có hiệu là BBBun nha các bạn. Bạn bấm join group nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nữa. Rồi bắt đầu lên. Chương trình này góp này nó sẽ end vào ngày 22 tháng 7 và phân phối vào ngày 30 tháng 7 nha các bạn. Ủa? Ai 22 tháng 8. Ok, và phân phối vào ngày 30 tháng 7 đúng không các bạn. Rồi tiếp tục con cho anh tiếp cái trailer nữa. Sẽ bắt đầu lên các bạn. Các bạn follow Twitter nha các bạn. Và Twitter nè. Rồi nó nói tài khoản này bị khóa. Các bạn bấm nút có xem bình thường nha các bạn. Các bạn theo dõi nha. Các bạn like nè, các bạn tự quyết là thôi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn subscribe kênh channel nữa nè. Trên kênh YouTube nữa các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn bấm submit đi tên nữa các bạn. Bấm done mà. Các bạn gửi đường link profile tới Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp cho bác anh cùng nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp cho bác anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link và đầu file mình nhé các bạn. Thì bạn mở kênh YouTube của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn nhấp cho bác anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép cái đường link YouTube của mình nha các bạn. Vì mình qua bên Zalo mình lấy. Xong nha các bạn. Các bạn copy link nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB cho Machine Bet20 trên YouTube Collect nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn join sao iCup này các bạn. Rồi bấm join. Rồi tiếp tục các bạn gửi like và retweet bot nè. Submit link retweet nha các bạn. Thì bạn vào Twitter tất cả bạn ra các bạn. Sorry. Join tăng 5 người bạn. Thì các bạn xóa cái bài này đi các bạn. Các bạn vào Twitter của nó nha các bạn. Bài nào đâu ta. Các bạn bấm quan tắt tắt lại nha các bạn. Rồi các bạn chỉ dẫn như tweet lên nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào tới các bạn. Các bạn chạy chút xíu các bạn để mình xóa cái dòng chữ này. Mình tăng 5 người bạn mình vào tới các bạn. Các bạn sao nếu xìu không biết nó kỹ ta. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào nè. Rồi bấm tờ quýt nè. Rồi bấm đếp lên nè. Các bạn nhấp bao gạch bao sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt này nè các bạn. Mình sẽ chép liên kết lên các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục bấm xác thiết để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 30 đô token có nghĩa là BBun nè. Các bạn việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.